Chào cả nhà mình, hôm nay mình chia sẻ bạn video thứ 35. Đoạn video thứ 35 nói về cái gì ạ? Nó nói về một cái keyword rất là quan trọng. Đó là cái gì ạ? Một cái từ khóa rất là quan trọng đó là cái gì ạ? Đó là cái cách chúng ta tính tỷ suất lợi nhuận gộp. Và bạn nào mà theo dõi một chuỗi video của mình từ số 1 cho tới giờ, các bạn thấy mình chia sẻ từng cái từ khóa một nhỏ, đúng không ạ? Cái điều này nó rất là quan trọng. Đây là những cái từ khóa nó liên quan tới tài chính. Và nếu các bạn cầm một cái quyển sách tài chính, các bạn vào các bạn học một cái module về tài chính thì chắc chắn rằng nó quá nhiều kiến thức và nó làm cho bạn ngợp đi. Những người họ chuyên ngành tài chính, các bạn biết họ học 4 năm chưa chắc họ đã làm được chỉ biết những khái niệm, đôi khi những khái niệm chúng ta còn chưa thuộc nổi. Rồi ra trường họ làm tới làm lui trong vòng 3 năm, 5 năm nữa. Thì những cái từ khóa mà họ va chạm hàng ngày liên tục trong cái công việc kinh doanh thì họ nhớ. Còn những từ khóa ít va chạm, họ lại cũng không có nhớ nó là cái gì. Đó là lý do mà mình cứ chia sẻ từng chút một vậy đó. Và các bạn chịu khó, các bạn luyện từng chút thì mỗi ngày chúng ta am hiểu hơn một chút, mỗi ngày chúng ta sâu sắc hơn một chút, mỗi ngày chúng ta biết một cái gì đó hơn một chút, chứ không có phải là chúng ta không biết mà chúng ta không có cái kế hoạch mỗi ngày một chút để chúng ta học cho cái đó. Đó là lý do mình liên tục mình chia sẻ mọi video nhỏ nhỏ thôi, và các bạn cứ chịu khó theo thì các bạn sẽ từng bước các bạn nâng cao cái khả năng về tài chính, cái khả năng trong kinh doanh của mình. Hôm nay mình nói với các bạn cái gì, cái cách tính tỷ suất lợi nhuận gộp. Vậy thì what tỷ suất lợi nhuận gộp là gì? Chúng ta phải nắm ra được cái này. Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì? Là một cái cách mà chúng ta so sánh, một cách so sánh đơn giản nhất giữa gì giữa chi phí về cái sản phẩm đó với doanh thu từ cái mặt hàng mà chúng ta kinh doanh đó. Hay nói một cách khác theo cái công thức luôn, tỷ suất lợi nhuận gộp là bằng cái gì là bằng lợi nhuận gộp chúng ta chia cho doanh thu và chúng ta nhân cho, dĩ nhiên nó ở tỷ lệ phần trăm. Một cái công thức rất là đơn giản, chúng ta hiểu nó là như vậy. Tỷ suất lợi nhuận gộp, ok, chẳng gộp có cái chữ gộp, bằng gì bằng lợi nhuận gộp, chia cho doanh thu, dĩ nhiên chúng ta nhân cho đơn vị phần trăm, nó là tỷ suất mà. Đó, như vậy thì chúng ta dễ hình dung, và why, tại sao chúng ta cần phải có cái con số này? Tại sao chúng ta cần phải biết con số này? Lợi nhuận là được rồi, doanh thu là được rồi, tại sao đây mà cần phải chia ra vậy? Vậy thì nó đơn giản nó như vậy này. Đây là cái cách nhẩm nhanh nhất, đây là cái cách tính nhanh nhất để chúng ta so sánh giữa cái công ty chúng ta đang hoạt động này, cái việc chúng ta đang hoạt động này với đối thủ kinh doanh cùng ngành của chúng ta, xem chúng ta kinh doanh có thực sự hiệu quả không? Các bạn hiểu ra điều này chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta cũng so sánh với chính cái công ty của mình luôn. Ví dụ năm ngoái, so sánh với số liệu quá khứ năm ngoái với năm nay, vậy thì mình tính cái tỷ lệ này mình kinh doanh nó có hiệu quả không? Hoặc là chúng ta so sánh cái năng lực làm kinh doanh của cái người lãnh đạo đó, của chính bạn, hoặc là của cái người CEO mà bạn mướn vào, chúng ta so sánh được cái năng lực kinh doanh chúng ta làm việc nó có hiệu quả hay không. Từ từ đi, rồi sắp tới mình nói ra cái công thức tính, rồi bạn tính ra, rồi bắt đầu là diễn giả ra, rồi bắt đầu bạn mới hiểu ra được. Mà bây giờ nó nói lên những cái con số rất là quan trọng đó. Để gì? Để sau khi chúng ta biết được chúng ta mới cải thiện mỗi ngày nó mới tốt hơn. Vậy thì tiếp theo là why rồi, bây giờ how to, làm cách nào để chúng ta tính được cái doanh thu thuần thì nó qua các cái bước sau. Làm cách nào để chúng ta tính được tỷ suất lợi nhuận gộp, nó qua các bước sau. Bước thứ nhất
Thứ nhất là bạn phải xác định được cái doanh thu thuần. Bạn phải xác định được cái doanh thu thuần. Và bạn phải xác định được gì? Giá vốn hàng bán. Bạn phải xác định được cái hai con số này. Hai con số này thì nó rất là dễ mà. Bạn nào mà đã làm kinh doanh rồi, tới cái giai đoạn thì cái hệ thống tài chính của bạn nó rất là bài bản, hệ thống kế toán của bạn rất là bài bản, thì hai cái con số này rất là đơn giản. Chúng ta nhìn vào cái báo cáo, cái báo cáo hoạt động kinh doanh theo năm á, hoặc là theo quý, tùy bạn, tùy bạn chọn cái đơn vị thời gian nào thôi, thì tự nhiên là bạn sẽ thấy được bạn sẽ thấy được hai cái con số này. Nhận ra điều này qua, bạn sẽ thấy được hai con số này. Bạn nào chưa có thì bạn xem những đoạn video trước của mình, là từng bước bạn biết là doanh thu thuần là gì, và bạn sẽ biết được giá vốn hàng bán nó là cái gì. Bước số 2 thì chúng ta nó như thế nào ạ? Chúng ta ráp vào cái công thức. Đây là một dạng công thức, nhưng dưới này là cái công thức nó triển khai rõ hơn. Đây là một dạng công thức. Dưới đây một dạng công thức tỷ suất lợi nhuận là bằng cái gì ạ? Nó lại là một cái công thức khác, là nó bằng là doanh thu thuần trừ đi cho giá vốn hàng bán chia cho gì ạ? Doanh thu thuần và chắc chắn là gì ạ? Nó là tỷ lệ bàn, tức là chúng ta cần phải nhân cho 100%. 100% là chúng ta phải nhân nhau. Nó ra cái tỷ lệ phần trăm thì nó mới chuẩn. Mình ví dụ, mình lấy một cái con số ví dụ là các bạn sẽ hình dung ra thôi. Mình ví dụ, ví dụ như là doanh thu thuần ở trên cái bảng hoạt động kinh doanh, các bạn thấy được là ví dụ là 4.000 đô, 4.000 USD. Giá vốn hàng bán bạn thấy được, các bạn nói là ví dụ là 3.000 USD. Đó, doanh thu thuần này trừ cho giá vốn hàng bán chia cho doanh thu thuần chia cho 4.000 USD. 1.000 đúng không? Cái này này còn 1.000, 1.000 chia cho 4.000 bỏ đi thì nó là 1/4, một phần tư. Nghĩa là nó là 0.25, chúng ta nhân cho 100% nữa, chỗ này là nhân cho 100% mà, hình như chưa? Thì nó là 25%. Thì cuối cùng tỷ suất lợi nhuận gộp của cái doanh nghiệp này là 25%. 25%. Vậy thì cái con số 25% này nó nói lên cái ý nghĩa gì? Nó nói lên cái ý nghĩa gì các bạn? Các bạn hình dung đi, nó nói lên ý nghĩa gì? Nghĩa là các bạn hình dung ra điều này chưa? Nghĩa là cái phần gì ạ? Cái đồng tiền người ta bỏ vào á, người ta đầu tư á, bạn có chúng ta điều này nè chưa? Cái đồng tiền người ta bỏ vào, người ta đầu tư á, nó mang lại những cái gì ạ? Nó mang lại cái hiệu quả, các bạn nhìn chưa? Nó mang lại hiệu quả lợi nhuận là 25%, nghĩa là người ta tính toán được nó khá hiệu quả. Cái đồng tiền nhà đầu tư họ bỏ vào, hoặc là đồng tiền của chính bạn bỏ vào, bởi vì đây là cái con số tốt nhất mà để chúng ta đo lường cái lợi nhuận của mình. Ok không ạ? Điều đó có nghĩa là sau khi chúng ta trừ đi tất cả các cái chi phí rồi, trừ đi luôn cả cái chi phí trả cổ tức luôn rồi, chi phí sản xuất, chi phí nhân công, trừ con cái công ty ta có nhà đầu tư á, có cổ đông của chúng ta luôn rồi, mà chúng ta vẫn còn lãi 25%, hình dung ra điều này chưa? Ý ở đây nó là như vậy á. Tiếp theo, đó vừa rồi mình nói là các bạn dùng, tiếp theo mình nói sâu hơn nữa, bạn hiểu về doanh thu thuần một chút xíu. Doanh thu thuần thì nó có nhiều cái tính trên cái bảng, hoặc là doanh thu thuần các bạn cũng có cái tính là bảng doanh thu thuần. Bạn cũng có thể tính bằng cái gì ạ? Bằng tổng doanh thu trừ đi cái lợi nhuận đi, thì nó là doanh thu thu thuần. Ok chưa? Nó có nhiều cách tính. Thì đúng rồi, chúng ta trừ đi lợi nhuận thì nó còn cái doanh thu thôi, thì cái đó gọi là doanh thu thu thuần. Tổng doanh thu,
Tổng doanh thu là gì, là nó bao gồm những cái gì các bạn? Tổng doanh thu trong đó, dĩ nhiên cái doanh thu này nó phải trừ đi, nó gồm chi phí gì, những cái chi phí giảm giá, những cái gì, những cái hàng hóa mà nó giảm chất lượng nên chúng ta phải bù vào, gọi là những cái chi phí phụ rồi chúng ta phải bù vào. Thì đây là một trong những cái cách để chúng ta tính ra được cái doanh thu thuần. Nó có nhiều nhiều cách. Tính như vậy thì chúng ta ra được doanh thu thuần á, để chúng ta tính á, thì tự nhiên cái con số này nó chính xác hơn là chúng ta tính bằng doanh thu. Và nếu mà chỗ này là doanh thu thì con số này nó không được chính xác bằng. Còn chúng ta chuyển sang doanh thu thuần á, thì cái tỷ suất lợi nhuận này nó xác định được chúng ta cái con số chính xác hơn. Và tiếp tục là giá vốn hàng bán. Ở đây các bạn sẽ thắc mắc giá vốn hàng bán nó là cái gì, đúng không? Giá vốn hàng bán đơn giản đó là nó bao gồm gì ạ? Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp sản xuất, những cái chi phí liên quan tới cái việc hoạt động sản xuất cho ra cái sản phẩm đó, người ta gọi là giá vốn hàng bán. Nó không bao gồm chi phí bán hàng, chi phí phân phối, chi phí trả lương cho cái ông giám đốc kinh doanh, nó không bao gồm cái chi phí trả lương cho cái ông CEO, CFO, nó không bao gồm những cái chi phí phí đó. Thì toàn bộ những đó người ta gọi là chi phí bán hàng. Nói cho các bạn rõ hơn á. Và cái điều tiếp theo nữa là bạn tránh nhầm lẫn giữa lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận gộp. Không có nhầm lẫn giữa chỗ đó. Lợi nhuận gộp là gì? Lợi nhuận gộp nó đơn thuần là doanh thu thuần, trừ đi cho gì, trừ đi cho giá vốn hàng bán. Doanh thu thuần mà trừ đi cho giá vốn hàng bán, doanh thu thuần mà trừ đi cho giá vốn bán thì đó chính là lợi nhuận gộp. Đây 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 các bạn không, đây này, hồi nãy mà nó là tỷ suất lợi nhuận gộp là bằng là lợi nhuận gộp chia cho doanh thu thuần. Doanh thu cũng được, doanh thu thuần cũng được. Doanh thu thuần thì nó chính xác hơn, còn doanh thu thì nó không được chính xác hơn. Vậy thì lợi nhuận gộp chính là doanh thu thuần chia cho giá vốn bán, nó chỉ có bao nhiêu thôi, còn tỷ suất lợi nhuận thì nó lại chia thêm nữa, các bạn hiểu chưa? Vậy thì cái lợi nhuận gộp á, nó được thể hiện bằng cái đơn vị là tiền, đó là tiền đồng Việt Nam, ok không ạ? Hay là tiền đồng tiền USD, hay là cái đơn vị tiền tệ gì đó. Còn còn tỷ suất lợi nhuận thì sao ạ? Thì nó là chỉ là cái con số tỷ lệ phần trăm thôi, nó nói lên cái năng lực của chỗ đó thôi. Và tại sao chúng ta phải so sánh, tại sao chúng ta phải tính ra cái con số này? Thì hồi nãy ngay từ đầu mình đã nói đó rồi, cái con số này nó phản ảnh cái gì ạ? Nó phản ảnh nhanh nhất cái hiệu quả hoạt động kinh doanh của chúng ta. Nhà đầu tư họ nhìn vào đó, họ thấy cái doanh nghiệp này có hiệu quả hay không hiệu quả, để họ quyết định họ bỏ vốn và họ đầu tư. Các cái tổ chức tài chính họ muốn tài trợ vốn cho chúng ta, họ cũng nhìn vào cái con số này. Dĩ nhiên có những con số khác nữa mà mình nói là họ cũng nhìn vào cái con số này để họ thẩm định được và họ đánh giá chúng ta cứ quyết định đầu tư cho dự án của bạn hay không, đầu tư cho cái khoản vay của bạn hay hay không. Và tất nhiên là bạn phải so sánh được cái con số này, nó giúp cho bạn so sánh những cái đối thủ hoặc là những cái lĩnh vực kinh doanh cùng ngành với mình, nó sinh ra tỷ suất lợi nhuận có ok hay không. Và nó cũng giúp cho bạn nhìn ra được cái bức tranh của tất cả các ngành nghề, hiện tại ngành nghề nào nó mang về tỷ suất lợi nhuận cao hơn, hiệu quả hơn, và cái ngành nghề nào nó mang tỷ suất lợi nhuận còn đã thấp lắm, đã bé lắm. Ok chưa? Vậy thì rất là vui chia sẻ đoạn đến cái đoạn video nói về tỷ suất lợi nhuận này. Và các bạn nhớ đăng ký cái kênh của mình, kênh Facebook của mình nè, kênh YouTube của mình nè, và theo dõi những đoạn video và có thể chia sẻ về nhà các bạn để các bạn lưu lại. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tuyệt vời.